Trí tuệ cảm xúc EQ là khả năng khai thác cảm xúc và sử dụng chúng để khiến cuộc sống trở nên tốt đẹp hơn, một trong những kỹ năng có giá trị và đáng để học hỏi nhất trong thời đại ngày nay. Và để có những người để tạo ra sự thay đổi trong xã hội, để có thể dẫn dắt hoặc là thay đổi những cái nhận thức, thói quen của cộng đồng thì chỉ số EQ rất là quan trọng. Cái chỉ số EQ của bản thân thì nó sẽ hỗ trợ mình nắm bắt được các cái tình huống tốt hơn, đưa ra các cái sự lựa chọn thích hợp hơn và có thể rằng là mình sẽ trải qua được cái giai đoạn stress một cách dễ dàng hơn nữa. Mình phải hiểu bản chất của nó, EQ là một chỉ số về mặt trí tuệ. Đã có trí tuệ thì có nghĩa rằng là phải có sự phân tích. Khi mà mình quá nóng giận hay là mình rơi vào một cái tình huống mà mình không kiểm soát được cảm xúc của mình ấy, thì thường em sẽ không nói và sẽ đứng yên khoảng tầm 1-2 phút. Thì là cái như Linh nói là dừng lại ấy, thì nó là một cái là khoảng lặng thần thánh. Tức là khi mình trước khi mình làm gì mình dừng lại. Làm sao để trau dồi phát triển trí tuệ cảm xúc EQ? Câu trả lời sẽ có trong Khỏe để sống vui, phát sóng vào lúc 18:30 Chủ nhật ngày 20 tháng 11 trên kênh Style TV VTV Cap 12. Mời quý vị đón xem.